Nếu bạn là một tín đồ thích ăn rau sống thì đây chúng ta sẽ cùng phân biệt 16 loại rau thơm này nhé. Peppermint, bạc hà Âu. Thai basil, húng quế. Vietnamese coriander, rau răm. Dill, thì là. Rye betty herb, rau ngổ. Sawtooth coriander, rau mùi tàu. Parsley, rau mùi tây. Beefsteak blend, rau tía tô. Water mint, rau húng lủi. Vietnamese palm, rau kinh giới. Fish mint, rau diếp cá. Lemon rush, xả. Minger aurelia, đinh lăng. Mexican mint, rau húng chanh. Lettuce, rau xà lách. Scallion, hành lá, hoặc là các bạn có thể gọi là string onion. Và một lần nữa chúng ta hãy cùng lặp lại tên của 16 loại rau thơm này trong tiếng Anh nhé. Peppermint, Thai basil, Vietnamese coriander, dill, rye paddy herb, sawtooth coriander, parsley, beefsteak blend, water mint, Vietnamese palm, fish mint, lemon rush, ming aurelia, Mexican mint, lettuce, scallions. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé. But when the walls are caving in.